Hello and welcome to another SAT practice test. Today we will do math, and this is SAT practice test 7, and this is a math calculator part, question number 7. Đó, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái SAT practice toán số 7 nè. Toán mà cũng là phần toán máy tính luôn, câu số 7 luôn. Okay, what did you say? Con không biết làm phải không? Okay, right. Okay, so let's see. According to the scatter plot, which of the following statement is true about a relationship between a planetoid's average distance from the sun and its density? Bây giờ nó có một cái scatter plot ở bên đây, mình phải nhìn vô đây. Nó cái này là cái scatter plot nè. Cái biểu đồ mà nó có mấy cái chấm 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 nó gọi là scatter plot. Thì dựa vào cái này, cái câu nào sau đây là đúng về cái mối quan hệ giữa cái khoảng cách từ mặt trời nè, hay là và cái density của một cái planetoid là một cái hành tinh nhỏ, khoảng cách trung bình của một hành tinh nhỏ đến mặt trời và cái độ đậm đặc của nó, thì nó có cái mối quan hệ gì? What can you say? A, cái planetoid, cái hành tinh nhỏ này nó are more distant from the sun, that are more distant from the sun tend to have lesser densities. Những hành tinh nhỏ mà nó xa hơn khỏi mặt trời, nó có xu hướng là có cái độ đậm đặc hay là khối lượng riêng thấp hơn. Is it true? Planets are more distant from the sun, tức là nó đi vào bên phải này, thì nó có xu hướng là có cái độ đậm đặc thấp hơn, đúng không? Nó là đúng nha. It's actually true. B, planets that are more distant from the sun tend to have a greater density. Nên ngược lại là không đúng rồi nè. C, the density of a planetoid that is twice as far from the sun as other planetoids is half the density of that other planetoid. Cái độ đậm đặc của một cái hành tinh nhỏ nào mà nó cái độ đậm đặc của hành tinh nhỏ thì nó chỉ là một nửa cái độ đậm đặc của hành tinh nhỏ mà nó xa gấp đôi ra khỏi mặt trời á, thì nó chỉ là một nửa của cái độ đậm đặc của những hành tinh khác mà thôi. So let's say from 12 and then this one is 2.4, right? Đó là gấp đôi nè, từ 12 đến 2.4 nè. Nó sẽ tương ứng là số 3.5. Còn cái chỗ này là cái 12 là tương ứng với cái số là 4.6, khoảng vậy đi, 4.6 đi. Thì nó đâu có gấp đôi đâu. It's not double, right? It doesn't double. So this is wrong. Cái này cũng sai nốt luôn. D, the distance from a planetoid to the sun is unrelated to density. Nó nói là hai cái này không liên quan nhau, là không đúng nữa, thực sự là có mối quan hệ. There's a relationship, right? So you can see that it's choice A, right? Okay, we need this one for another one. Okay, I'll move this one here so you can see easier. Okay, you need this one to answer the question, and this one is 49. Number 8. Câu số 8 nè. Very good. Very good. It's C. Rõ ràng là nhìn thì mình sẽ thấy được là 1.2 AU, phải không? Tức là mình chiếu lên đây, nó sẽ tương xứng với lại cái số cũng gần giữa này, là khoảng 4.6 gì đó. It's 4.6, right? Around that. Okay, so number 9. Okay, number 9, you need to do this one. Number 9. 9A, right? Dựa vào cái equation bên trên này, giá trị của AX cộng B bằng bao nhiêu? Đơn giản lắm, bây giờ chuyển này trọng 6 qua đây, nó sẽ là thành 27. Xong rồi nó thành là bỏ chính các cả các bên, nó sẽ là AX cộng B bằng 3. Rõ ràng là câu A luôn, cái này this is easy. Number 10. Number 10. How do you know so? Spend 50% of her 8 hours working in meetings. Nó chỉ là nhân này thôi. So basically you have to use calculator. So basically 8 hours, every hour 60 minutes, right? Nó hỏi là số lượng phút nha, phải tính ra phút nha. And then 15% of that is times 0.15, so it's gonna be 72 minutes. Her workday, she spent meetings. Mỗi cuộc gặp là tốn đến 72 phút một cuộc lận. Okay, let's do
11. Tình huống này là chọn câu C. No, chọn câu A chứ, sorry. Very good. 11, it's A, very good. Okay, let's do 12 now. 12. Okay, just read these things carefully. Okay, it's B, very good. Very good. 13, it's Teresa running speed and time. Chọn câu không đúng nha. Cái nào không đúng nè? So về cái độ, cái chiều mà Teresa chạy là Teresa speed was increasing for a longer period of time and it was decreasing. Rõ ràng là cái này nó tăng lên rất là nhanh. Nó không có longer period of time, nó có 5 phút à. Còn cái này lúc nó giảm thì nó giảm tới 10 phút lận. Cho nên câu này là sai. Ok, very good. 13B is wrong. 14. They ask for the value of x. Very good. 105 đương nhiên rồi. Very good. 360 độ trong tứ giác trừ cho 45 nó sẽ ra được là 315 độ. 315 xong mà chia đều ba góc này thì mỗi góc 105 thôi. Of course. Ok, 15 nè. 15. Nó hỏi là ở cái rate như thế này thì cái nào là gần nhất với cái số lượng mà đồng 1 cent mà nó cần để tạo ra được cái cột mà 6 8 inch. Em nói là 100 đúng không? Good. It's 100, isn't it? 100, very good. Okay, 50, 16. C, right? They ask for value of A plus B. Tính được dễ thôi mà. Let's see. Okay, 17. Should not be too difficult. Nó hỏi là trong cái equation bên trên này thì cái cắt trục y á, của cái graph này á, nó đại diện ra cái gì khi tính cái mô đồ này. Nếu mà nó cắt trục y đi à, nó cắt trục y thì x bằng 0, thì miếng đóng này bằng 0 nè, thì y sẽ bằng 19.99. Mà xem tính được câu D hay gì. Là 17, right? Câu bên tiên là câu A nha. Thì bây giờ nó nói là bây giờ cái này thì là nếu mà nó cắt trục y á thì đương nhiên là x của nó sẽ bằng 0, thì bỏ nó vô đây thì nó sẽ y bằng 19.99. Thì làm sao? Nó đại diện cho một cái flat fee, một cái phí mà bắt buộc phải trả thôi. 19.99 thì nó là cái mô hình này. Flat fee nha, nó không có phức tạp mức như em nghĩ đâu. It's just flat fee of this one. Câu A nha. Outside, you see, you're starting to make mistakes now. Okay, 18 now. 18. Giờ có 10 cái charities, 10 cái mà cuộc làm từ thiện thu nhập và cái phần trăm của những cái khoản phải chi phí, phải chi tiêu trong những chương trình dành cho 5-10 cuộc từ thiện này và từ vào năm 2011 này. This is total income and percent of total expenses spent on programs. You sure bà là B không? Ok, 18 is B, very good. Thì bây giờ nó hỏi cái gì? Cho cái cuộc, cho cái charity mà có cái tỷ lệ phần trăm và total expense cao nhất, tức là nó sẽ là cái chỗ này, cái dấu chấm ngay giữa này nè, cao cao nhất nè.
Cái nào sau đây gần nhất với lại cái sự khác biệt về cái actual percent, cái phần trăm thực sự và cái percent được dự đoán bởi cái line of best fit này, thì mình lấy cái chỗ này đến cái chỗ này thôi, nó cách nhau nhiêu, nó cách nhau cỡ khoảng 6 hay 7 phần trăm gì đó, thì mình chọn câu B thôi, 7 phần trăm. Từ cái chỗ này đến cái chỗ này là cái, nó cũng cỡ khoảng 7 phần trăm thôi. Ok. Alright, you need this information to solve these questions, okay? 19 and 20. Câu 19 và câu 20 mình cần này. Câu 19 nó kêu là dựa vào cái current formula ở trên đây. Thì cái W nó là gì trong tính bằng A thì mình cứ chuyển hết qua 30A trừ cho 4 thôi. Là câu A nha. Câu 20 nè. Nếu mà giờ hai cái formula này nó cho cùng một cái estimate cho cái chữ A này, tức là hai này bằng nhau, thì mình phải tính được cái căn của HW này là bao nhiêu. Thì là nó sẽ quy đồng hai bên, thế là nhân hai lên nè. 8 cộng cho 2W thì nó sẽ bỏ được cái mẫu số của nó. Nó sẽ là câu C, đúng rồi, very good. 8 cộng 2W nè. Hai này bằng nhau, nó ra được chừng này. Ok, right. Câu 21. 21. Ok, câu C 1.5 gram phải không? Nhưng mà có line specific thì là cái này sau đây gần nhất với lại cái sự gia tăng ước tính về tổng số lượng fat tính bằng gram cho mỗi một cái gia tăng 1 gram về protein. Thì bây giờ từ cái chỗ nào mình sẽ lấy bây giờ từ cái chỗ này 10 gram protein mà lên 20 gram protein đi, thì nó tăng là từ bao nhiêu? Chỗ này là cỡ 18 gram fat mà nó lên là cỡ 33 gram fat, tức là tăng 15 gram, nhưng mà nó lại phải chia 10 nữa, chia là 1.5 gram fat. Very good. Ok, 22. Very good. 22. Percent of resident who earn a bachelor degree is higher. Ok. Ok, you don't understand this one. Ok, câu này nói về tỷ lệ phần trăm những cư dân mà đã có được cái bằng cử nhân hoặc là bằng cao hơn ở cái bang A, B, C, D, E, F, G này đó, những cái bang trong một cái đất nước, thì tỷ lệ phần trăm của cư dân là như vậy nè. Thì một cái survey, một khảo sát được thực hiện đối với những cái cư dân của tất cả 50 bang, được hỏi là nếu họ đều đã kiếm được một cái bằng cử nhân hoặc là cao hơn, thì những cái kết quả từ 7 cái bang được cho trong cái bảng bên trên này, the median percent, cái con số tỷ lệ phần trăm mà median á, là số ở giữa, giá trị giữa của những cư dân mà kiếm được một cái bằng bachelor degree hoặc là cao hơn cho tất cả 50 state, nó là tính median lên là 26.595%. Thì cái sự khác biệt giữa cái median percent của những cư dân mà có được bachelor degree á, hoặc cao hơn á, cho 7 cái bang này và cái median của tất cả 50 state, nó so sánh hay đó thôi. Thì median là cái gì? So median là giá trị giữa, tức là làm sao? Nó sẽ lấy cao nhất cộng thấp nhất rồi chia đôi, nó ra cái giá trị giữa. So basically take the highest number and the smallest and the lowest. Let's take the smallest and the biggest. Can be 5 by 2. So here the smallest here is 19.5, right? The highest is 36.4, and divide by 2, you get this one. Đó, cái là cái median của những cái state này. Thì nó hỏi sự khác biệt thì mình lấy cái này mình trừ ra cái số này thôi. Thì cái sự khác biệt nó là bằng 1 nha. Nó hoặc là gần bằng 0.95. It's about 1, or you can take like the one that is very near, which is 0.95, right? 22. Yeah, B, very good. Around that, 0.95. Okay, let's do next one. Let's do 23 now. À, khoan.
nói về mấy cái giá trị mà liên quan đến thống kê á thì phải ôn lại cho mọi người. Median là giá trị giữa nha, lấy cao nhất cộng thấp nhất rồi chia đôi ra. Còn một cái, nó có mấy cái khái niệm nữa, đó là mode là giá trị xuất hiện nhiều nhất. Giá trị xuất hiện nhiều nhiều lần nhất á, là mode. Cái nào đang là mode hiện nay đó, xuất hiện nhiều nhiều lần nhất. Chúng ta có min nữa, danh từ min nó là trung bình cộng. Trung bình cộng tức là tổng cộng tất cả lại xong rồi chia cho tổng số giá trị. Chúng ta còn có một cái là range, phạm vi tức là từ giá trị cao nhất tới giá trị thấp nhất, nó chính là cái range của nó. Ok, đó, bây giờ chúng ta làm 23 đi. Please do 23 nào. Nó hỏi là cái nào gần nhất với cái tổng cái thể tích của những cái miếng trái cây trong cái hộp này, em lấy là 750 phải không? Ok, so antisocy nha. Nó nói là tổng cái thể tích của cái hộp mà hình trụ tròn này được tìm thấy bằng cách nhân cái diện tích của cái đáy 75 cm vuông lên vân vân, nhân cái hai chiều cao là 10, nó cho là 750 cm khối. Nhưng mà bây giờ mình, nếu mà mình đổ cái siro vô á, nếu mà cái siro được cần để mà lấp đầy cái hũ này nó có cái thể tích là 110 đi, thì cái lượng còn lại là những cái miếng trái cây với còn gì nữa, nó là 640 nha. Nó hỏi cái gì em phải nhìn kỹ, nó hỏi cái gì nha, nó không hỏi cái thể tích của cái can mà nó hỏi là cái thể tích mà của những cái miếng trái cây trong cái can, trong cái hộp này nha. Read it carefully, you're starting to make mistakes now. Ok, 24, đọc đề kỹ nha. Ok, 24. Alright, nó cho một cái hàm số như sau. Thì nó hỏi là cái số 72 đại diện gì trong cái function này vậy? Em nói là nó là cái tốc độ lúc ban đầu đúng không? Cái height theo thời gian, mà cái này sao lại em coi là cái tốc độ ban đầu được? How could this one be initial speed, right? 24 is a, ok. Bây giờ cái biến số t nó đại diện cho cái số giây sau khi cái vật thể được phóng lên. Từ khi mà nếu mà không giây đi, h0 nó bằng 72 đi. Điều này có nghĩa là nó chính là cái độ cao tính bằng feet lúc mà không giây, hay cái độ cao ban đầu là 72 feet nha. Lan Anh ơi, coi chừng đọc sai, coi chừng đọc sai, hiểu sai, bây giờ sai tùm lum mà đã, thấy chưa? You see, you start to make mistakes now, a lot of mistakes. It's actually the initial height, okay? Tại vì cái này là tính bằng độ cao này thì làm sao em ra được cái 72 này là cái speed được? Cái này không phải là một cái gì đó tính chiều cao, chiều dài đó. Ok, 25 nào. Quên mất, cô 25 cần cái bảng này mới mới giải được chứ. Mối quan hệ giữa cái X là food calories và kilojoule, thì mình xem nó là mối quan hệ gì. Let's say nào, cái này nhân cho 4.2 nó ra được cái này không? Cũng gần gần á. Ừ. 9 nhân 4.2 36, 37 mấy á. Yes. Yes. Thì K nó sẽ phải bằng là cái gì đó nhân cho X. Ok, it's B. Very good. Very good. Ok, you need this one to be able to solve the next question. So, once again, yes, we need to do this. And that. And that. There you go. Đây. Không biết tại sao nó lại chắc tại mạng hơi yếu quá. I think my net is a bit. Yeah, but you can see it. Ok. Bây giờ nó nói là nếu 180 cái calorie của thức ăn trong một cái granola bar đến hoàn toàn từ p gram protein, p gram, f gram fat và c gram của chất đường bột. Thì cái nào sau này, cái nào sau đây nó diễn đạt cái f theo p và c.
Thì you can see the answer here. They say 26. Là câu B là chính xác. Nó kêu là gì? Mối quan hệ giữa cái X food calories K calorie kilojoule được models, có thể được tạo hình mô hình cho cái kiểu mối quan hệ mà tỷ lệ. Thì bây giờ mình nó có cách, cái cách của nó là làm sao? Bây giờ mình là hình như xài lại cái câu trước đó này phải. Dạ, k bằng 4.2x này. Nếu mà xài lại cái k bằng 4.2x thì, không, câu 26 chứ câu B là đúng rồi. Nó nói là nếu mà cho trước là có 4 food calorie trên 1 gram protein đi, 9 food calorie đến trên 1 gram fat và 4 food calorie trên 1 gram đường bột đi, và 180 food calorie đến một trong một cái bar mà granola á, thì nó đến từ p gram protein, f gram fat và c gram đường bột đi, thì cái tình huống này được đại diện bởi cái equation như sau. 180 calorie nè, nó sẽ bằng là 4 nhân cho cái protein, 9 nhân cho cái fat và c 4 nhân cho cái carbohydrates. Thì cái phương trình này có thể được viết lại như thế nào? Tính tính f thì là bây giờ mình chuyển cái 4p, chuyển cái 4c qua một bên. Mình làm sao đó, xong mà chia ra xong sao nó ra được cái là đáp án B. Là được đáp án B cái này. Ok, câu 27 nè. You said A, right? Dân số thế giới được grow với một cái average grade là 1.9% một năm từ 1945, tức là cái này cái hệ số nó sẽ là 1.9% thì nó là nhân cho 1.019. Xấp xỉ 4 tỷ người vào năm 1975. Thôi mình nhân tiếp cho 4 nè. Thì cái nào là function nào đại diện cho cái dân số thế giới tính bằng tỷ người? T5 trừ 1.75 thì là câu A thôi. 57. Very good. Câu 28. Set C, right? Cho mặt phẳng XY bên trên một điểm không được cho với tọa độ ST nó nằm ở trên cái graph này của cái đường này. Nếu S và T là những số số dương đi, thì cái ratio, cái tỷ lệ của cái t chia cho s bằng bao nhiêu, tức là tỷ lệ của cái trục tọa độ trục y chia cho tọa độ x bao nhiêu, chắc chắn nó sẽ theo cái tỷ lệ của cái điểm mà 36 này luôn rồi, suy ra nó sẽ tỷ lệ nó sẽ là 21 thôi. 3 chia 6, nó cũng phải nằm trên đây, chắc chắn nó phải theo cái tỷ lệ này đúng luôn, tức là 6 chia 3 bằng 2, 2 trên 1. Very good. Ok, 29. It's getting more harder now. Ok, câu này
Nó nói là cái điểm nào không nằm trong cái phần trong của cái đường tròn nha, chứ không phải nằm trên đường tròn nha. Không nằm trong cái phần trong của cái đường tròn. So 29 is actually D. Oops. Nó nói là gì? Đó, cái phương trình của đường tròn này nó sẵn, nó là rõ ràng luôn, là cái này R bình nè. R nó bằng 5 nè. Center của nó, trung tâm của nó sẽ là cái số trừ 3 và 1. Để cho một cái điểm nó nằm trong cái vòng tròn nó luôn á, thì cái khoảng cách từ cái điểm đó đến cái trung tâm nó phải ít hơn là cái bán kính 5 này. Đúng rồi. Nó phải nhỏ hơn khoảng cách này. Cho nên là cái đáp án D, cái 3 với 2, cái điểm 3 2 và cái điểm trừ 3 1 thì làm sao? Nó lấy hai cái này trừ nhau nè. 1 trừ 2. Xong bình phương lên, công thức căn của cái này lấy hai cái tọa độ này trừ nhau, xong rồi cộng hai này tọa độ trừ nhau, cộng nhau. Xong rồi lấy căn lên, cái này nó sẽ bằng là căn 37. Mà cái căn 37 này nó sẽ lớn hơn số 5. Vì thế cái số mà cái điểm 32 này nó không có nằm trong cái phần trong của cái circle này. Câu D nha. Careful. Còn một cách khác đó là gì? Mình hoàn toàn có thể vẽ hình ra. Cứ hoàn toàn có vẽ hình ra, xong rồi mình xem, mình ướm thử coi cái điểm nào có thể nó nằm trong trong cái đường tròn thôi à. Đôi khi có thể các đó nó sẽ dễ dàng hơn, là mình vẽ hình ở trên giấy nó lẹ lắm. You can just draw it out, you know. You don't even have to calculate anything sometimes. Okay, 30. Bây giờ nó hỏi là bao nhiêu cái subscription sẽ được bán vào năm 2014. Thì người quản lý này ước tính rằng cái tỷ lệ phần trăm gia tăng từ 2012-2013 nó sẽ là gấp đôi cái tỷ lệ phần trăm mà từ 2013-2014 này tăng lên nhiều đây. 5.880 chia cho 5.600 nó sẽ ra được là tăng có 5% à. Mà cái này nó là gấp đôi cái số mà từ 2013-2014, tức là cái 2014 nó sẽ là có 2.5% thôi của cái số này. Nó sẽ là 5.800 nhân cho 2.5%, tức là nhân cho 2 năm. Nó sẽ là ra 6.027 chứ nhỉ. Moment, câu 30 là câu B mới đúng nha. 2.5% là nó có, em đọc đề sai rồi. Nó ghi kỹ, đọc đề kỹ nè. Nó nói là gì? Người manager này ước tính rằng tỷ lệ phần trăm gia tăng từ cái 23, 22, 23 nó sẽ là gấp đôi cái tỷ lệ phần trăm gia tăng từ 23, 24. Tức là sao? Cái tỷ lệ phần trăm gia tăng từ 23, 24 này nó chỉ là một nửa của cái này mà thôi. Cho nên cẩn thận nha. Be very careful when you read it, okay? Câu B mới là câu đúng nha. See, you are starting to make a lot of mistakes now. Tại vì không cẩn thận thôi. Okay. Let's go on to 31. Yeah. 31. Đọc để kỹ. Okay. Nó hỏi là trọng lượng tính bằng pound của cái khối vàng là bao nhiêu? Thì Let's see, 131 là 195, đúng rồi, very good. Nó nói là từ khi cái cục vàng này nó đáng 62.400 đô và mỗi ounce of gold là đáng 20 thôi, thì mass of gold là lấy số này chia nhau ra 3.120 ounce. Mà 1 pound thì bằng chừng này ounce, suy ra được là lấy số này chia cho số 16 nó sẽ ra 195 pounds thôi. Very good. 32 nó hỏi là cái slope của cái line T là bao nhiêu? Lan Anh hỏi thầy làm sao tính slope của nó ha? Thực sự mà nói từ hai cái điểm em phải tính ra được cái phương trình đường đường thẳng rồi. Like for example y bằng ax cộng b đúng không? Đó là phương trình đường thẳng. Thì bây giờ em từ hai điểm em đi lấy một điểm, ví dụ như là bây giờ lấy cái điểm nào mà số nó rất ít á, để nó dễ. Lấy số 5 2.5 và trừ 2
và 9 3.5 đi, 3.5 đi. Ok, bây giờ trừ 2 sẽ là bằng 2.5 a cộng với b, và bên dưới nó sẽ là 3 chia 5 là bằng 0.6. 0.6. 0.6 sẽ là bằng 9a cộng b, đúng không? Nó ra được cái phương trình, nó ra được như vậy. Xong rồi em lấy dưới trừ trên. Lấy dưới trừ trên. Nó sẽ loại cái b ra. Nó sẽ là 0.6 cộng cho 2 là 2.6. Wait, 0.6 cộng 2 2.6, đúng rồi. 2.6 bằng 9 trừ 2.5, nó sẽ là bằng 6.5. A suy ra A sẽ bằng là 2.6 chia 6.5 là nhiêu? 0.4. Đó, cái slope của nó là 0.4. Mình tìm được cái A đó. Cái đường này nó có cái slope A là 0.4. Đơn giản vậy thôi, từ từ hai điểm em thế với cái phương trình đường thẳng là nó là có thể ra được cái hệ phương trình. Xong rồi sau đó em tìm cách em loại bỏ một cái ra, xong rồi em tìm được A với B luôn, nếu cần thì tìm B luôn, nhưng mà nó hỏi có một cái A thôi, cái slope thôi, tức là cái độ dốc á là cái A thôi. You understand đó? No? Ok, good. 2 chia 5 cũng được nha, hoặc là em có thể ghi là 0.4 cũng được nha. 2 chia 5 4 trên 10 hay 8 trên 20 đều được nha. Cái nào cũng được miễn sao ra được 0.4. Ok, so 33 33 nè. Is it 30? Yes, let's see. 33. Đúng rồi, câu trả lời đúng là 30. Đúng rồi, ok. Tổng số trò game, so tổng số câu trả lời đúng là x cộng y bằng 40 là tổng cộng số. Thì nó nói là bây giờ từ khi cái điểm được tính bằng cách mà trừ cái số lượng incorrect answers ra khỏi cái gấp đôi cái số lượng correct answers, tức là cái khối lượng mà 2x nó phải trừ ra cái y nha. Có đừng có nhìn, đừng có bây giờ mình nhìn cái câu này nhiều khi dễ lầm lắm nha. Trừ cái gì từ cái gì, trừ cái gì đó từ cái gì đó nha, tức là 2x nó phải trừ cái khoảng là y ra, nó sẽ bằng 50. Thế mình tìm nó ra được là nó hỏi gì? Nó hỏi x thôi. Là bao nhiêu câu đúng? Là 30 câu. Ok. Ok. X. Alright, let's try 34. Ok, Lan Anh tính được là 5/8 phải không? Nó hỏi là what fraction of the area of a circle is the area of shaded region? Thì là so với lại cái nguyên cái đường tròn này thì cái phần diện tích, cái phần diện tích này mà nó đen đen này nó là bao nhiêu. Thì bây giờ nguyên cái đường tròn là 360 phải không, mà cái này có 100 độ thôi, thì lấy cái này nhân chia cho 360 nó sẽ ra được chừng này. Mà mình có thể tính phân số như thế nào thì có thể là dùng cái máy tính scientific chẳng hạn, mình lấy cái 100 chia cho 360 nó sẽ nó ra nhiêu. Well, I don't remember how to do this one, but probably you're right. 0.288 cũng có thể được dùng nha. 0.288 cũng có thể xài để mà coi như câu trả lời đúng, hoặc là 5/18. Nhưng mà nếu mà mình đơn giản hóa cái này thì nó ra được 5/18. Ok, so yeah. Alright, let's try 35. Nó hỏi là nếu mà cái cặp đôi xy này nó mãn nguyện cái hệ phương trình bên nha, mãn nguyện hệ phương trình bên trên nè, thì một cái giá trị có thể của x là bao nhiêu? Ok, 3, right? Ok, bây giờ nếu mà nó mãn nguyện hệ phương trình trên đây thì tức là mình cứ cho hai này bằng nhau đi. Thì mình sẽ tính được là gì? Số 4 trực tiêu nhau nè. Nó sẽ ra được x bình trừ cho 3x bằng 0. Suy ra mỗi chị nó sẽ là bao nhiêu? Một cái là 0, một cái là 3 đúng không? Một cái 0, cái 3 đúng rồi. Có
36 nè. Okay, let's do, it's 18, isn't it? Bây giờ tính làm sao nè? Bây giờ tan thì bằng đối trên kề. Nếu mà tan của nó bằng 3/4 thì tức là cái tam giác nhỏ này, cái DE chia cho cái BD nó cũng là, nó có một cái tỷ lệ 3/4, 3/4 như y chang như vậy luôn. Thì nó hỏi độ dài của DE bằng bao nhiêu. Thì mình chắc chắn mình sẽ cần phải tìm cái độ dài của BD để tính được cái DE rồi. Thì làm sao tính được cái độ dài của BD đây? Người ta có BC là bằng 15 rồi nè. Và DA là bằng 4. Mình sẽ cần cái DA sau này thôi. Nhưng mà bây giờ cái BC nó là bằng, wait, em ra 18 hay là 6? Which one? 36. Là ra 6 mới đúng nha. Nó là gọi là cái tam giác mà gọi là tam giác 3-4-5 á. Và chúng đều là đồng dạng, có góc vuông cái cạnh là 3, 4 và 5. Nên đó là những cái loại tam giác đặc biệt á. Từ khi BC là 15 thì nó gấp 3 lần cái hypotenuse của cái tam giác 3-4-5 này. Thì cái độ giống nhau, cái sự đồng dạng của tam giác ABC nó sẽ là tỷ lệ 3-1. Vì thế độ dài của cái AC này nè, nó là 3 × 3 = 9. Độ dài của AB là cái cạnh cạnh với cái góc B ấy, nó sẽ là 4 × 3 = 12. Và độ dài DA bằng, biết được DA bằng 4 đi, thì mình trừ nó ra được cái đoạn AB nó sẽ ra 12 nè. Đoạn AB ra 12 nè. Thì là DB sẽ bằng 8. DB bằng 8. Thì mình có thể tính được cái DE dễ dàng thôi. DE thì nó cũng chính là cái DE tính được bằng cách là lấy 3 × 2 = 6 thôi. Hoặc là có thể dùng Pythagore, mình tính ra được cái DE này, tại vì có BD, có BE rồi chẳng hạn. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể thấy được điều gì? What can you see? Mình có thể thấy được cái tỷ lệ mà similar của giữa hai cái tam giác này. Mình có thể tìm ra được là số 6 thôi. Ok, it's 36. Ok, 37. 37, 38 nè. Mình xử lý xong hai câu này mình xong luôn nha. Ok, let's do 37, 38 now. Ok, you got 2.4, right? Nó hỏi là cái mean score của những cái người contestant ở ngày 1 là bao nhiêu? Mean thì là trung bình cộng thôi. Em cộng hết mấy cái số này lại. Em cộng hết mấy cái số trong cái ngày 1 lại. 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 2 cộng 3 xong rồi chia cho tổng số giá trị là 6 giá trị. Nó ra được là 2.4 đúng không? Ok, yeah, 2.4. Câu 38 nè. Xử lý xong câu này đi, nghỉ. You don't know how to do this one. Bây giờ nó nói không có người contestant nào, không có người thi nào, không có người thi đấu nào nhận được cùng một cái điểm trong hai cái ngày khác nhau cả. Nếu một người thi được lựa chọn ngẫu nhiên đi thì sao? Nó hỏi xác suất mà cái người contestant được chọn á sẽ nhận được điểm 5 trong ngày 2 và ngày 3. Ngày 2 hoặc ngày 3 là bao nhiêu? Biết được rằng là cái người contestant đó nhận được cái điểm 5 trong một trong ba cái ngày đó. Tức là mình phải tính cái cột 5 out of 5 up found nè. Đó. Không có người nào nhận được cùng cái điểm trên hai ngày khác nhau. Interesting. Có anh này, nếu mà này là hai người nè nhận được cùng điểm 5. Ok, let's do 38. It's very weird this one. Đáp án đúng là 5/7. Người ta nói rằng không có người contestant nào nhận được cùng điểm trong hai ngày khác nhau. Vì vậy mỗi một cái người contestant mà nhận được cái điểm 5 á được đại diện là trong cái khúc cái cột mà 5.5 5/5 á, nó chỉ có được đúng một lần thôi.
Only exactly once. Vì thế cái probability, cái xác suất để mà lựa chọn cái contestant mà nhận được cái điểm 5 trên ngày 2 và trên ngày 2 hoặc ngày 3 á, biết được rằng cái contestant là nhận được điểm 5 trong một trong 3 ngày thì được tìm thấy bằng cách chia gì? Tổng số contestant nhận được cái điểm 5 trong ngày 2 hoặc ngày 3 là 2 cộng với 3 là bằng 5 nè. Cho cái số lượng, tổng số lượng contestant mà nhận được điểm 5 nhìn chung, mà trong cái bảng này nó là cái số 7 này nè, cho nên câu đáp án đúng phải là 5 trên 7. Ok, 5 trên 7. This is a hard question, ok? Ok, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also follow, press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.